các bạn, hôm nay mình định ăn bánh mì. Ăn bánh mì thịt ở cái tiệm bánh mì này. Đây là cái tiệm bánh mì mà nó nổi tiếng nhất tại cái khu vực này. Đây là khu vực Vĩnh Lộc đó quý vị. Sáng khoảng 6-7 giờ rất là đông mà mình không có cơ hội rồi. Đông chờ đuối lắm quý vị. Mình đi chế chế một xíu, mua nhanh, có liền, ăn liền luôn. Mời quý vị cùng khám phá cái bánh mì hơn 6 năm tại sao mà đông khách như thế nha. Xin mời quý vị. Bánh mì Việt Nam không thể thiếu những lát dưa leo, rồi dưa chua. Và đây là rau thơm. Nước sốt nè. Và đây là xíu mài. Cái món này là nổi tiếng lắm luôn. Đây này quý vị. Chả. Ớt. Pate. Pate nhà làm luôn. Ồ, pate nhà làm luôn. Xíu mài nhà làm luôn đúng không chị? Tất cả nhà làm hết. Ồ, tất. Rồi, thích lắm này. Đây và quý vị xem nè, nhiều năm qua là mình cứ ăn bánh mì là mình cứ tới chỗ này thôi, mình không đi chỗ nào khác. À, quý vị thấy không, rất là hấp dẫn. Chị làm cho em hai ổ đi chị. Dạ. Đầy đủ hả chị? Dạ đúng rồi ạ. Dạ. Trời thơm quá nè. Đây làm chuyên nghiệp quá. Quý vị biết không, vào chừng 6 giờ sáng đó, là cái chỗ này nè, trước sân này nè rất là đông, mà phải chờ rất là lâu mới ăn được ổ bánh mì ở đây. Một ổ của em ngoài, hai ổ. Nhưng hôm chị. Nay hai vợ chồng mình đi hơi trễ một chút cho nên không có bị chờ. Đó, đây là cắt bánh mì xong, một lớp pate kèm một chút cái đó là dưa chua dưa leo thật đầy đủ luôn. Wow, thêm viên xíu mại nữa, nước sốt. Linh hồn của món ăn đó là nước sốt. Pate mà kèm chút xíu bơ sốt phải không chị? Rất là béo và thơm lắm. Thường buổi sáng là mấy người làm chị? Dạ 7 người chị. Quý vị thấy không? Đó, một chị buổi sáng mà 7 người phục vụ mà cũng không kịp luôn. Được khách yêu thương mà mình thấy là chỗ này làm rất là ngon. Nhưng ổ bánh mì như vậy có 10.000 thôi à. Đúng không chị? Dạ. Cái này là chắc bán theo số đông nữa đúng không chị? Dạ. Với ở đây chị cũng tâm lý lắm. Đấy. Công nhân nhiều quá, làm ăn ngon mà phải ăn sạch, ăn an toàn nữa quý vị. Với hai bánh mì chị làm cho mình xong rồi. Giờ mình trả tiền. Hai ổ này hai vợ chồng ăn sáng hết 20.000. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị. Bánh mì đã xong rồi đây. Ba vợ. Bơ một ổ. Đây nữa. Đây. Bạc xíu đá. À, buổi sáng mà ở Việt Nam một ly cà phê như thế này. Đấy, một ổ bánh mì là tuyệt vời nhất rồi còn. Đúng không quý vị? Ha. Quá tuyệt vời luôn. Vui hơn nữa là ăn bên cạnh người mình thương yêu đúng không? Ở phía sau mình nè. Là cái khung cái công viên nó nằm gần nhà mình đó, rất là thuận tiện và thấy mát thoáng mát như thế này, được hóng mát nè, được ánh sáng nè.
là phần bánh mì của Mai Rừng, bạc xỉu đá của Mai Rừng luôn. Của mình. Đây là anh chồng mình, hai vợ chồng mình cùng ăn sáng bánh mì, người uống cà phê, người uống bạc xỉu thôi, rất là đơn giản đúng không quý vị? Xin mời. Món này rất đơn giản nhưng mà hầu như ở Việt Nam nó là thành món phổ biến đó, ai cũng thích ăn cái này vì nó vừa ngon vừa bổ vừa rẻ nữa. Đúng hợp tiêu chí của người Việt, ngon bổ rẻ. Ngon bổ rẻ. Nhưng mà cái chỗ này không phải là ấy đâu, ngon mà ngon chất lượng nha. Cái chỗ này đông lắm, nói chung là họ bán theo cái số lượng, theo số đông đó. Còn thêm một cái cây tăm nữa nè. Giờ mình sẽ ăn, mời các bạn cùng ăn sáng với hai vợ chồng Mai Rừng. Đúng rồi. Wow. Rất là ngon này quý vị. Ngon ha. Đã ha. Cắn một phát. Nhưng đâu có thua kém gì đâu nè. Đó. Chưa. Đâu không. Rất là thú vị. Nghe tiếng chim nè. Tiếng gà cũng có nữa nè. Công viên mà. Công viên mà ha. Mà lại gió mát hơn thoảng. Rất là ngon nha. Cái ổ của mình nó có ớt. Mình không ăn được ớt. Cay lắm, cho bỏ bớt ớt ra. Cái mình nó có béo béo của ủi ba tê nè. Nước. Nước ta. Sốt. Nước sốt nè. Rồi có thịt nguội nè. Oh yeah. Ngon ha. Nói chung là rất là đầy đủ luôn á. Ớt nhiều quá. Mà cái vỏ bánh mì nó giòn rụm mà đúng không? Cảm giác rất là giòn từ bánh mì nè. Rồi bị béo và bị có ít của gì. Cái cảm giác thì giống như mayonnaise đó. Đúng rồi, mayonnaise. Đây nó thơm 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 thơm. Quyến rũ cực kỳ luôn. Cái này chắc phải là trong mồm mình nó nhạt mà nó ngắt quá. Nhưng bánh mì nó cũng đa dạng ha, đủ mọi loại giá mà. Cái gì cho vô bánh mì thì ăn cũng ngon ha. Bánh mì chả cá nè, bánh mì xúc mại nè, bánh mì xúc xích nè, bánh mì thịt nướng nè, sao màu quá trời luôn. Ngon quá. Đã ghê luôn. Béo ngậy trong miệng ha. Đậm đà vừa ăn nữa. Buổi sáng á, nếu mà mình ăn ổ mì này rồi thưởng thức một ly cà phê thế này còn gì bằng nữa quý vị. Có thể là mình ngồi ở những cái vị trí mà tạo không gian như thế này mình rất thích. Mình cũng thực sự rất muốn đến quán cà phê ngồi, nhưng mà ở nơi đó nhiều người với là ồn quá. Trong khi đó trong cái không gian ở chỗ mình nè, quý vị nghe tiếng gà gáy không? Thích thú quá ha. Có tiếng gà này, rồi có tiếng chim nè, rồi một không gian xanh như thế này. Mình thích tận hưởng những không gian như thế này. Quý vị biết không, hai vợ chồng Mai Rừng có cơ hội làm việc cùng một nơi, cho nên là rất là cũng thường xuyên làm việc cùng nhau mà, cho nên thường hay ăn chung. Đó vì thế âm nghe âm thanh rất là hay này. Những cái món ăn đường phố là rau, tiếng rau đó rất là thân thương đúng không quý vị? À từ nãy giờ lo nói là không biết mình làm việc ở đâu nhỉ, các khoe khoe với quý vị một tí không? Hai vợ chồng mình có chung một cái công việc và chung một cái nơi làm. Đó là một cái chỗ mà rất có nhiều ý nghĩa so với những người mà làm về kiếm tiền online. Hai vợ chồng Mai Rương làm cùng nơi, cho nên là có cơ hội gặp nhau ăn uống với nhau thường xuyên như thế này. Hai vợ chồng Mai Rương cùng với một số anh chị em của mình sáng lập ra cái học viện kiếm tiền online. Đây, nơi đây chia sẻ những cái đam mê về cái kinh nghiệm của người đi trước mà kiếm tiền online thành công đó, chia sẻ cho các bạn trẻ và đặc biệt là cho giới trẻ Việt Nam luôn. Quý vị có muốn kiếm tiền online không? Và có muốn biết như thế nào không? Ừ,
đâu mình có máy bay bay á, cho nên là máy bay đó quý vị nói không có nghe đâu. Không có rõ. Ở chỗ mình cũng gần cái sân bay, cho nên là cái việc làm còn cái đường bay bay xuống của máy bay á, cho nên là nghe tiếng máy bay liên tục và mức độ rất là to, nó không phải như trong những nơi khác. À, quý vị và các bạn muốn tìm hiểu kiếm tiền online là gì, làm YouTube như thế nào, làm sao mà kiếm tiền mà thụ động mà nhàn rỗi này nọ ha, tiền thụ động đúng không? Có thời gian ăn sáng như mình. Có thời gian ăn sáng thì vào học viện kiếm tiền online.com. Các bạn sẽ được anh chị em trong gia đình của nhà mình nè. Chúng mình trong cái học viện đó xem nhau như là anh chị em đó, sẽ chia sẻ tận nơi cho quý vị luôn để quý vị an tâm, và cũng mong quý vị thành công giống như anh chị em trong học viện nhà mình được không? Ha. Còn bây giờ thôi ăn đã nói nhiều quá. Đó rồi. Là bánh mì giòn rụm nè. Vừa ăn vừa nói nó cũng kỳ lắm, nhưng mà tại vì mình không kìm lại được quý vị. Quá ngon. Ngon. Ngon thiệt. Buổi sáng một ổ bánh mì, một ly cà phê, đó là khẩu vị mình thích nhất đó quý vị. Ngồi công viên lắng nghe tiếng chim, nghe những dòng rau của buổi sáng của bán hàng, mà cái mô hình này mình nghĩ thường chỉ có như ở những phát triển đang phát triển, chứ còn mà những nước phát triển mạnh thì dường như đã mất. May mắn là ở trong không gian này. Hát bài nghe coi. Đang ăn uống buổi sáng no rồi. Hát một câu tặng vợ coi. Ơi, nhanh nhanh còn về làm việc nữa. Chào. Xin chào quý vị, đi rồi mình cùng về nha. Ok. Ba Rưng vừa chia sẻ đến quý vị bữa ăn sáng hết sức đơn giản của hai vợ chồng, hai ổ bánh mì, hai ly cà phê nào. Nhưng mà vui quý vị, ăn cái gì cũng được, nhưng mà ăn bên nhau như thế này, rồi hai vợ chồng làm việc cùng nhau đó, cho nên thấy vui lắm. Chúc gia đình của quý vị vẫn như ngày đầu mới yêu, thậm chí ngày càng sâu sắc hơn, giống như gia đình Mai Rưng nè, có hơn 10 năm chứ nhiều. Quý vị ủng hộ gia đình Mai Rưng bằng những cái like, cái share, đăng ký thành viên. Quý vị nhấn vào nút subscribe đó, bên cạnh nó có cái chuông xinh xinh, nhấn vào đó để khi có những cái video mới là sẽ thông báo đến quý vị, và quý vị sẽ là người đầu tiên xem video từ Mai Rưng TV. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.